Tôi sẽ bắt đầu video này bằng một fun fact. Trước khi thế hệ game Pokemon đầu tiên ra mắt thì hệ bay đã có một cái tên beta là hệ chim. Nhưng có lẽ sau đấy họ nghĩ ra con Zubat hay là gì đấy rồi nhận ra không phải cái gì bay được thì cũng đều là chim, cho nên đã đổi lại tên cho hệ này thành hệ bay như chúng ta đã biết. Hoặc là bởi vì không muốn dìm con Charizard thêm một tí nào nữa. Anyway, trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu những thông tin từ cơ bản cho đến đỡ cơ bản hơn một tí của hệ bay nhé. Cho đến thời điểm tôi làm video này là thời kỳ trước thế hệ thứ 9, có tổng cộng 106 loài Pokemon mang hệ bay, bao gồm cả những Pokemon chỉ mang hệ này ở một hình thái đặc biệt như là Mega Pinsir hay là Rotom quạt máy. Có một điều thú vị nữa là cho đến trước thế hệ thứ 5, tất cả các Pokemon mang hệ bay đều là song hệ và hệ bay đều là hệ phụ của chúng. Pokemon đơn hệ bay đầu tiên là Tornadus, rồi sau đó mới xuất hiện thêm những Pokemon với hệ bay là hệ chính ở những thế hệ tiếp theo, đó là gia đình nhà Noivern, Cramorant và gia đình nhỏ Combinite. Hệ bay cũng là hệ đầu tiên có sự kết hợp với tất cả các hệ khác với sự giới thiệu của Hawlucha vào đầu thế hệ thứ 6. Trong đó, số lượng đông đảo nhất là song hệ thường bay với 26 Pokemon, còn ít nhất là song hệ rắc đầu bay chỉ có 2 con mà thôi. Những Pokemon hệ bay này, hiển nhiên đa số chúng nó là chim hoặc là rơi, bọ có cánh, thằn lằn có cánh, cho đến những thứ đơn thuần chỉ bay bởi vì chúng nó thích và nghĩ rằng chỉ lơ lửng thôi là chưa đủ. Hoặc có trường hợp cũng vừa bay vừa lơ lửng, một khi bạn đã thích thì muốn thế nào cũng được. Về mặt công kích, hệ bay không có gì quá đặc sắc cả. Những chiêu thức của hệ này có thể gây gấp đôi sát thương lên 3 hệ, đó là rắc đấu, cỏ và bọ, tức là một hệ quan trọng và hai hệ đỡ quan trọng hơn một tí. Trong khi đó, nó chỉ gây được một nửa sát thương lên hệ đá, thép và điện. Về mặt phòng ngự, các Pokemon hệ bay sẽ ăn gấp đôi sát thương từ những chiêu thức hệ điện, băng và đá, chỉ nhận một nửa sát thương từ 3 hệ mà nó vốn khắc chế, vẫn là rắc đấu, cỏ và bọ. Nhưng điều quan trọng hơn cả là nó hoàn toàn miễn nhiễm với các chiêu thức của hệ đất, mặc dù không phải chiêu hệ đất nào cũng chỉ ở dưới đất. Thật ra có một chiêu hệ đất có thể đánh trúng các Pokemon bay, đó là Thousand Arrows của con Zygarde. Chiêu này còn có tác dụng phụ, đó là khiến những Pokemon bay và lơ lửng bị rơi xuống đất và sẽ tiếp tục ăn những đòn tấn công hệ đất như thường. Một số chiêu khác cũng có hiệu ứng tương tự như thế này là Gravity, Smackdown và trang bị Iron Ball. Chiêu Roost thì sẽ khiến cho Pokemon sử dụng bị tạm thời mất đi hệ bay cho đến khi lượt đó kết thúc. Ngoài ra một lợi thế rất lớn nữa của hệ bay là chúng không bị ảnh hưởng bởi hầu hết các loại cạm bẫy, đó là Spike, Toxic Spike và Sticky Web. Tuy nhiên bởi vì bản thân vốn yếu thế trước hệ đá cho nên Pokemon của hệ này lại sợ Stealrock hơn là bình thường. Hay nói trắng ra thì Stealrock tồn tại là để counter hệ bay. Hệ thống Pokemon huyền thoại của hệ bay cũng đồ sộ không kém gì hệ siêu linh. Chúng ta có bộ ba chim thần vùng Kanto là Articuno, Zapdos và Moltres. Bộ ba chim thần này còn có cả dạng vùng miền ở Galar nữa. Tuy không biết rằng những dạng vùng miền có nguồn gốc từ đâu, nhưng bộ ba trước đó vốn được tạo ra bởi một huyền thoại hệ bay khác là Lugia. Đối nghịch với Lugia tượng trưng cho bão tố là Pokemon cầu vồng Ho-Oh. Ở thế hệ thứ 3 có Pokemon rồng thần Rayquaza có nhiệm vụ bảo vệ bầu khí quyển của hành tinh. Con này cũng có cả dạng Mega nữa, chúng ta sẽ nói kỹ hơn về nó sớm thôi. Ở vùng Unova lại có một bộ ba nữa tượng trưng cho sức mạnh thiên nhiên, đó là Tornadus rồng bão, Thunderous sấm sét và Landorus đất đai. Mỗi con này có thêm cho mình một hình dạng thần thú. Vùng Sinnoh trong quá khứ khi ấy gọi là Hisui còn có thêm một thành viên thứ tư của bộ này, đó là Enamorus tượng trưng cho tình yêu và mùa xuân. Và cuối cùng là Yveltal ở vùng Kalos, Pokemon tượng trưng cho sự hủy diệt và chết chóc. Chỉ có một Pokemon huyền ảo mang hệ bay, đó là dạng bầu trời của Shaymin, Pokemon biết ơn. Các hội quán hay phòng huấn luyện của hệ bay đầu tiên nằm ở thành phố Violet, vùng Johto, có thủ lĩnh là Faulkner. Vùng Hoenn có thủ lĩnh Winona ở thành phố cây Fortry. Cô này khẳng định bản thân đã hòa làm một với các Pokemon bay. Và cuối cùng là cô nàng phi công Skyla ở thành phố Mistralton, vùng Unova, nhà đại gia sở hữu hẳn một sân bay riêng luôn.
Nào, có lẽ anh em thừa biết điều gì sẽ đến rồi. Pokemon mạnh nhất hệ bay, Pokemon mạnh nhất hệ rồng, và có khi là Pokemon mạnh nhất các thể loại luôn. Mega Rayquaza, nó là một con quái vật. Đúng ra mà nói thì tất cả Pokemon đều là quái vật, nhưng con này là thảm họa cấp độ Dragon. Ở dạng thường, Rayquaza đã là một Pokemon hệ rồng và bay thuộc hàng huyền thoại xịn sò, có đặc tính E-Lock để khóa thời tiết và cắt giảm sát thương của mấy anh thích dầm mưa dãi nắng. Có một bộ chiêu thức bao la toàn là hàng khủng như là Scale Shot, Earthquake, Extreme Speed, V-Create, Dragon Ascent và có cả Sword Dance nếu như những chiêu kia chưa đủ khỏe. Vấn đề của nó may ra chỉ là anh em thích tất cả những chiêu thức nhưng không thể dùng được hết mà thôi, và nó bị ăn X4 từ hệ băng. Nhưng với dạng tiến hóa Mega thì Rayquaza chuyển từ cực kỳ sợ băng thành chỉ còn hơi sợ một tí. Tương truyền rằng con Rayquaza này đã ăn một viên thiên thạch nên bên trong cơ thể của nó có sẵn năng lượng để tiến hóa Mega mà không cần đến đá Mega. Tất cả những gì nó cần là chiêu thức Phi Long Thăng Thiên Dragon Ascent, mà cơ bản là Close Combat của hệ bay, đủ mạnh để dù cho anh em có muốn tiến hóa Mega hay không thì đằng nào cũng sẽ muốn mang theo chiêu này. Về mặt công kích, Mega Rayquaza mang một sức tấn công trên trời và thậm chí còn thêm cả tốc độ. Còn về mặt phòng ngự, đặc tính của nó đã đổi thành Delta Stream, là một dạng thời tiết chỉ một mình nó có. Mỗi khi Mega Rayquaza xung trận, một cơn gió mạnh sẽ thổi lên và xóa bỏ tất cả các nhược điểm của Pokemon hệ bay. Nghĩa là chừng nào mà thời tiết này còn tồn tại thì Mega Rayquaza sẽ không còn sợ đá, kháng điện và chỉ nhận gấp đôi sát thương từ hệ băng. Trong khi đó nó vẫn kháng được tất cả những gì mà hệ bay vốn kháng được. Tuy nhiên thì có một ngoại lệ, đó là Delta Stream không ảnh hưởng đến sát thương của chiêu Stealth Rock. Lý do là gì thì tôi chịu, có lẽ là để balance. Với lợi thế là không cần chơi đá, Mega Rayquaza là dạng Mega duy nhất có thể chơi thứ khác, ví dụ như Life Orb hay là Choice Band nếu như anh em nghĩ sát thương của nó là chưa đủ, hay bất kỳ thứ gì mà anh em muốn, bởi vì kể cả không cầm trang bị thì nó đã là một Pokemon huyền thoại được nâng cấp rồi, anh em còn muốn cái gì hơn nữa chứ. Ít ra thì mấy ông bên Game Freak cũng đủ logic cơ bản để không cho con này sử dụng Z Crystal. Mega Rayquaza bá đạo một cách nực cười, khiến cho nó bị cấm thi đấu ngay cả ở hạng mục Uber của Pokemon Showdown, cái hạng mục mà vốn chỉ dành cho Pokemon huyền thoại và những Pokemon quá mạnh để thi đấu với những hạng mục thông thường. Ông Ray này bị đuổi ra và tự tạo cho mình một hạng mục riêng để chơi một mình, gọi là Anything Goes, hay có thể hiểu là không có luật lệ nào ở đây hết. Về thiết kế thì chắc không cần phải bàn, Mega Rayquaza là một Pokemon đẹp hoành tráng, khiến cho từ thẻ bài cho đến mô hình của Pokemon này đều rất được săn đón. Bản thân tôi cũng là người rất thích sưu tầm mô hình, và đấng Axios sẽ giới thiệu cho anh em về Gen Market. Gen Market là dịch vụ mua đồ nội địa Nhật có trụ sở đặt tại Osaka, Nhật Bản. Tại đây anh em có thể mua hàng từ hơn 10.000 cửa hàng, sàn mua sắm và sàn đấu giá tại Nhật, bao gồm Amazon, Rakuten hay là cả cửa hàng online chính thức của Pokemon Center nữa. Đảm bảo là hàng chính hãng, chất lượng uy tín nên anh em cứ yên tâm. Ngoài sản phẩm trên những cửa hàng được tích hợp sẵn trên trang chủ, anh em cũng có thể copy đường dẫn những món đồ từ Pokemon Center chẳng hạn, rồi dán vào ô tìm kiếm của Gen Market là xong. Từ mô hình, thú bông, truyện tranh, thẻ bài của Pokemon hay là cả những anime khác mà anh em thích, cho đến cả thời trang và mỹ phẩm, khả năng cao anh em có nhu cầu mua sản phẩm gì ở Nhật thì Gen Market đều đáp ứng được. Có những mặt hàng chỉ có thể tìm thấy tại Nhật hay thậm chí tại những trang web vốn không có dịch vụ vận chuyển quốc tế. Đặc biệt là phí dịch vụ của Gen Market chỉ có 300 yên, tương đương với khoảng 60.000 Việt Nam đồng cho mỗi sản phẩm, rẻ hơn rất nhiều so với những dịch vụ mua đồ nước ngoài khác mà tôi từng tham khảo. Anh em cũng có thể đăng ký thành viên miễn phí và nhận được ưu đãi 300 yên cho thành viên mới tại đường link phía dưới phần mô tả. Nếu như anh em có nhu cầu mua những mặt hàng từ Nhật Bản thì hãy tham khảo Gen Market nhé. Chúng ta đã nói về Ho-Oh và Yveltal trong những video trước đây rồi, giờ thì nốt con Lugia đi nào. Nếu như anh em nghĩ rằng Ho-Oh đã là trâu thì anh em chưa gặp Lugia. Pokemon hệ siêu linh và bay này có thể lực dày như đôi cánh của nó, cộng với đặc tính Multiscale sẽ giảm một nửa sát thương mà nó phải nhận khi đang đầy máu, và dĩ nhiên là cả Roost để phục hồi nữa. Nếu như hồi được lên đầy máu thì Multiscale cũng sẽ được kích hoạt trở lại, thế cho nên dù song hệ của con này không thực sự kháng được nhiều thứ thì việc hạ gục nó cũng không phải là chuyện dễ dàng. So với mặt bằng của những Pokemon huyền thoại thì khả năng công kích của Lugia không được ấn tượng cho lắm, bởi vì mọi thứ nó đã dồn sang thủ hết rồi. Vì thế Lugia thường sử dụng Toxic làm biện pháp gây sát thương chính giống như mọi Pokemon truyền thủ khác.
Whirlwind và Dragontail có thể lùa những đối thủ muốn setup về chuồng và đôi khi là cả substitute để khéo léo né những hiệu ứng khó chịu, đặc biệt là nếu như bị nhiễm độc, bỏng hoặc Lixit có thể khiến cho multi-skill tắt điện hoàn toàn. Lugia cũng có thể gia tăng cung thủ đặc biệt bằng chiêu Carmine, cộng với bộ chiêu thức bổ trợ cũng khá rộng như là Psychic, Aeroblast, Shadow Ball, Earth Power, Ice Beam, nhưng thật sự là nó không có đủ slot cho tất cả những chiêu này. Multi-skill vừa là điểm mạnh vừa là điểm hạn chế của Lugia vì nó bị ám ảnh bằng mọi giá lúc nào cũng phải trong tình trạng đầy máu. Và khi bị mất công cụ này thì Lugia cũng thọt đi rất nhiều. Chẳng hạn như khi dẫm phải Steel Rock, điều này khiến cho nó phải luôn luôn mang theo giày chứ không thể cắn táo hồi máu như hồi xưa được nữa. Hệ bay chính ra cũng khó mà tìm ra Pokemon nào quá đặc biệt. Đa số chúng nó khá là thường, thậm chí thành một cái trend thường bay đặc sản không thể thiếu ở các bản game, đó là những chú chim bản địa, chim đường một của mỗi vùng đất. Đây là những cái con mà vừa bước ra khỏi nhà bắt đầu cuộc hành trình là anh em có thể bắt gặp, như là Pidgey và Spearow ở Kanto, Hoot Hoot ở Johto, Tailow ở Hoenn, Starly ở Sinnoh, Bidoof ở Unova, Fletchling ở Kalos, Pikipek ở Alola, và đến vùng Gala thì Rookidee là con chim đường một đầu tiên không mang hệ thường. Theo tiêu chuẩn thông thường của game thì những Pokemon anh em bắt được từ sớm sẽ có xu hướng tụt hậu và yếu hơn mặt bằng ở cuối game. Tuy nhiên, vẫn có những Pokemon vượt trội hơn như là dạng tiến hóa cuối cùng của Fletchling là Talonflame, đã là một trong những Pokemon phổ biến nhất ở thời kỳ thế hệ thứ 6, sánh ngang với cả những Pokemon Mega. Tất cả là nhờ đặc tính Gale-Wing khiến cho những chiêu thức hệ bay mà Talonflame sử dụng đều được cộng một điểm ưu tiên, bao gồm cả những chiêu mạnh khủng khiếp như là Brave Bird. Đặc tính này đến thế hệ sau đó đã bị nerf, chỉ còn tác dụng khi Talonflame còn đầy máu mà thôi. Và gần đây nhất, dạng tiến hóa cuối cùng của Rookidee là Corviknight ở vùng Gala, hiện tại vẫn đang là một trong những Pokemon top đầu vì tính đa dụng của nó. Ở Corviknight có sự trâu lì, sát thương tốt, có khả năng support kiểm soát cạm bẫy hiệu quả, đồng thời là một pivot rất an toàn. Có thể có hai trường hợp sẽ xảy ra, theo hướng tích cực thì là những chú chim đường 1 từ đây về sau cũng sẽ đa năng và chiến đấu hiệu quả hơn, hoặc là Corviknight sẽ chịu chung số phận với Talonflame và bị nerf vào Gen 9. Tôi cũng thật lòng mong cái điều thứ nhất nó xảy ra hơn. Quần đảo Alola có một loài Pokemon bay khá thú vị là Oricorio, tên tiếng Nhật là Odoridori, là Pokemon vũ công, nghe là đã thấy chúng nó rất đam mê nhảy múa rồi. Loài này có thể thay đổi hình dạng và hệ bằng cách uống một số loại mật hoa nhất định ở từng đảo. Ở mỗi ngôn ngữ thì bốn dạng này có tên gọi khác nhau, cho nên tôi cũng không biết phải gọi chúng nó thế nào cho hợp lý. Thôi gì đã theo tiếng Anh thì theo trò chót nhá. Mật hoa đỏ của đảo Ula Ula sẽ khiến cho Oricorio biến thành dạng vũ điệu bêu, mang hệ lửa và bay. Dạng này đúng kiểu cuồng nhiệt nhưng nóng như lửa. Nó ném ra những chiếc lông tơ của mình và đốt cháy chúng trong khi nhảy múa. Mật hoa vàng của đảo Mele Mele sẽ biến Oricorio thành dạng vũ điệu pom pom, hệ điện và bay. Nó sử dụng những điệu nhảy của mình để cổ động tinh thần cho mọi người, nhưng nó cũng có thể bất ngờ sốc điện vào những đối thủ bất cẩn. Mật hoa hồng của đảo Akala sẽ biến nó thành dạng vũ điệu Pau, hệ siêu linh và bay. Dạng này rất là thư thái, sử dụng điệu múa để tập trung gia tăng sức mạnh siêu linh. Đôi khi nó cũng mải múa quá mà không nghe thấy mệnh lệnh của người huấn luyện. Còn mật hoa tím của đảo Pony sẽ biến Oricorio thành dạng vũ điệu Sensu, hệ ma và bay, với tính cách trầm lắng và thu hút các linh hồn xung quanh để chiến đấu. Oricorio là loài Pokemon duy nhất sở hữu đặc tính Dancer và chiêu thức Revelation Dance. Trước khi thế hệ thứ tư phân chia vật lý và đặc biệt theo từng chiêu thức, thì từ thế hệ game thứ 3 trở về trước, tất cả các chiêu thức của hệ bay đều là chiêu thức vật lý. Và sau khi phân chia thì cho đến giờ các chiêu thức vật lý của hệ này cũng mạnh mẽ hơn. Ngoài cái chiêu Dragon Ascent thì chúng ta không nói làm gì bởi vì đây là chiêu độc quyền của anh Rayquaza. Còn những Pokemon thông thường thì cũng có một chiêu thức mạnh ngang chiêu đấy với sức mạnh cũng là 120, đó là Brave Bird. Nhưng chiêu này sẽ gây tổn thương ngược lại cho Pokemon sử dụng bằng 1/3 sát thương gây ra. Ừ thì đây là phiên bản hệ bay của Flare Blitz, Double S các thứ, không còn gì lạ lẫm nữa. Nhưng nó vẫn là chiêu thức vật lý hiệu quả và đáng mơ ước nhất của những Pokemon hệ bay. Thật ra thì vẫn còn chiêu Sky Attack mạnh hơn lên đến 140. Nhưng đây là chiêu sẽ phải tụ sức một lượt rồi mới có thể tấn công vào lượt sau.
Uy lực của chiêu này còn kinh khủng đến mức được tăng tỷ lệ chí mạng và còn thêm 30% khả năng khiến đối phương bị choáng nữa. Tuy nhiên vì tổ đến 2 lượt cho nên chiêu này ít thông dụng hơn cũng là điều dễ hiểu. Nếu có sử dụng thì cũng sẽ phải kết hợp với trang bị Power Up để rút ngắn thời gian thi triển trong lần sử dụng đầu tiên. Chiêu này cũng có một cái tên trong tiếng Nhật rất oách là God Bird. Acrobatic cũng là một chiêu thức vật lý hệ bay rất mạnh. Bình thường thì uy lực của nó chỉ có 55, nhưng nếu Pokemon thi triển không mang trang bị thì chiêu này sẽ được nhân đôi sức mạnh, ví dụ như sau khi cắn Power Up để sử dụng chiêu Sky Attack chẳng hạn. Phía bên mảng đặc biệt thì những chiêu thức của hệ bay không được phong phú cho lắm. Hurricane là chiêu uy lực nhất ở mảng này cũng chỉ đạt đến sức mạnh là 110 và có 30% khả năng gây hỗn loạn cho mục tiêu. Cơ mà chiêu này chỉ có 70% độ chính xác thôi. Độ chính xác này sẽ bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Khi trời nắng thì sẽ giảm xuống còn 50%, còn khi trời mưa thì sẽ không bao giờ trượt. Nên dĩ nhiên đây sẽ là một chiêu bổ trợ rất tốt cho đội hình mưa, nhất là khi các Pokemon nước thường e dè bọn hệ cỏ. Còn nếu không có mưa thì một là anh em sẽ phải ngồi khấn cho nó đừng có trượt, hoặc là chuyển sang dùng phương pháp chắc ăn hơn là Air Slash. Sức mạnh có thể suy giảm rất nhiều nhưng mà nó lại đỡ trượt hơn. Mà bản thân chiêu này cũng có đến 30% gây choáng cho nên cũng được coi là lợi hại đấy. Những chiêu thức hỗ trợ của hệ bay thì đầu tiên phải kể đến Tailwind. Đây là chiêu thức sẽ tạo ra một cơn gió tăng gấp đôi tốc độ cho cả team mình trong vòng 4 lượt, là gấp đôi đấy nhá. Có lẽ không cần phải nói thêm nữa, cũng biết lợi thế mà nó mang lại kinh khủng đến mức nào. Đây là chiêu thức kiểm soát tốc độ lợi hại nhất trong tất cả, có thể là ngang với Trick Room. Hãy đặt ví dụ là con Regieleki, bình thường nó sẽ nhanh hơn và hủy diệt Kyogre trong một hit. Nhưng nếu Kyogre được hỗ trợ Tailwind thì tình thế sẽ hoàn toàn ngược lại. Điều đặc biệt hơn nữa là Tailwind nó không chỉ tác dụng lên những Pokemon ở trên sân vào thời điểm được sử dụng, mà anh em có thể rút Pokemon về, đổi con khác ra. Chừng nào gió còn thổi thì tốc độ của Pokemon anh em vẫn sẽ tung bay. Roost có lẽ là chiêu phục hồi đặc biệt nhất trong các chiêu phục hồi, bởi vì nó không chỉ đơn thuần là mang một nửa tổng sinh lực trở lại. Roost còn khiến cho Pokemon sử dụng tạm thời mất đi hệ bay vào lượt đó. Nghĩa là cho đến cuối lượt, chúng không còn sợ băng, không còn sợ điện hay sợ đá. Dĩ nhiên đổi lại là lúc đó chúng cũng không kháng được cỏ, bọ, rắc đấu hay là đất. Nhưng thông thường thì người ta cũng không muốn sử dụng những chiêu như vậy khi đấu với những Pokemon hệ bay. Defog cũng là một chiêu thức rất quan trọng của hệ bay. Tác dụng của nó trước hết là giảm khả năng né tránh của mục tiêu. Nhưng quan trọng hơn, nó sẽ thổi bay tất cả cạm bẫy, tường chắn hay là hiệu ứng môi trường trên sàn đấu của cả hai phe. Trong đấu đơn 6v6 thì Pokemon thường được đảo qua đảo lại rất nhiều, cho nên các loại cạm bẫy như là Spike, Steelrock, Sticky Web hay là Toxic Spike có thể gây được ảnh hưởng rất lớn. Việc những Pokemon hệ bay có thể miễn nhiễm với 3 trong số 4 loại cạm bẫy này ngoại trừ Steelrock vẫn là một lợi thế để chúng nó có thể dễ dàng đảo ra sân và dùng Defog xóa cạm bẫy đi. Tuy không được như chiêu Rapid Spin chỉ xóa bỏ cạm bẫy ở bên sân mình, Defog còn xóa bỏ những cạm bẫy ở bên sân bạn mà team mình đã mất công gây dựng nữa. Nhưng được cái là chiêu Defog này không bị những Pokemon hệ ma ngăn cản. Ok, hầu hết những chiêu thức của hệ bay sẽ biến thành Supersonic Sky Strike khi kết hợp với Flyonium Z. Khi Dynamax, chúng sẽ trở thành Max Extreme, có tác dụng tăng một bậc tốc độ cho cả team mình sau khi đánh trúng mục tiêu. Chỉ có một chiêu G-Max của hệ bay là G-Max Wind Rage của Gigantamax Corviknight. Tác dụng của nó là tự động Defog sau khi đánh trúng mục tiêu, tức là xóa hết cạm bẫy, tường chắn môi trường các kiểu đấy. Và đó là tổng quan về hệ bay trong Pokemon. Cảm ơn anh em đã theo dõi và hy vọng anh em thích video này. Anh em thích Pokemon hệ bay nào nhất và anh em muốn có chiêu thức mới nào trong hệ bay trong tương lai gần? Hãy chia sẻ dưới phần comment nhé, cũng như bắt lỗi chính tả video của tôi hoặc là bổ sung những điều quan trọng mà tôi quên mất chưa nói trong video này. Cứ thoải mái lên! Một lần nữa cảm ơn anh em vì sự ủng hộ và hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo. Peace!